Xét xử dì ghẻ hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, viện kiểm sát nói không gì có thể bù đắp. Chiều 25 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Sau khi các luật sư tranh luận đang hướng giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Trang và Thái, đại diện viện kiểm sát nói đây là vụ án vô cùng đau lòng, không có gì bù đắp, khắc phục được và hành vi của bị cáo Trang là tàn ác. Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái mong được giảm nhẹ hình phạt để khắc phục hậu quả. Viện kiểm sát cho rằng bé VA đã chết thì không có gì có thể khắc phục nên không đồng tình với đề nghị của luật sư. Về kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người, viện kiểm sát cho biết theo kết luận giám định ngày 22 tháng 12, Thái đã yêu cầu Trang dừng đánh VA, đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nên Thái không cố ý giết VA, do đó không truy tố Thái với vai trò đồng phạm với Trang là có căn cứ. Trước đó, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ, dữ liệu camera thu giữ. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Trang né tránh, giữ im lặng, không trả lời về lý do đánh cháu VA, nhưng căn cứ theo lời khai của Thái, các tài liệu đã có, đủ cơ sở để kết luận về động cơ, mục đích của Trang. Theo Viện Kiểm sát, sức khỏe tính mạng con người là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Không ai có quyền tước đoạt đi tính mạng của người khác trái pháp luật, nhất là đối với trẻ em không có khả năng tự vệ, phản kháng, gây bức xúc dư luận xã hội. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc dư luận xã hội. Bị cáo Trang trong quá trình chung sống đã đê hèn, đánh đập bé VA. Do Trang không được gia đình Thái chấp nhận, Thái không chấp nhận có con chung, nên Trang đã dùng lời lẽ, hành vi hành hạ nhiều lần với bé VA. Đáng lẽ ra cháu phải sống trong gia đình hạnh phúc và được quyền chăm sóc yêu thương của ông bà cha mẹ. Nhưng cháu A sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, nên trong quá trình chung sống, lẽ ra Trang phải yêu thương bé nhiều hơn, nhưng đã đê hèn đánh đập bé nhiều lần, đại diện viện kiểm sát nói. Đến điểm khi bị cáo Thái đi làm, Trang tiếp tục đánh bé vào nhiều vùng trọng yếu trong nhiều giờ liền. Qua hình ảnh camera, nhiều giờ liền Trang không cho bé VA mặc quần áo và dùng gậy đánh nhiều lần vào vùng trọng yếu của bé, làm bé đau đớn đến chết. Vì thế, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang án tử hình đối với tội giết người, từ 2 đến 3 năm tù đối với tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, đề nghị 2 đến 3 năm tù đối với tội hành hạ người khác, 4 đến 5 năm tù đối với tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung từ 6 đến 8 năm tù.